nay là một ngày vô cùng trọng đại vui vẻ cho gia đình nhà tôi. Là ngày để gia đình tôi tổ chức lễ thành hôn cho con chúng tôi là cháu Lê Thành Trung và cháu Nguyễn Lê Nhã Uyên. Thì tôi rất là vui mừng, gia đình tôi rất là vui mừng và rất là xúc động. Tôi không biết nói gì hơn, thì tôi xin gửi đến tất cả bà con trong nhà họ gái và toàn thể quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho tình hai bên mối quan hệ của hai bên gia đình chúng ta là bền chặt, đoàn kết. Bố mẹ chúc hai con là trăm năm tình viên mãn, bạc đầu biếu thê, nắm tay nhau đi hết quãng đời phía trước.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of it. And it's the only with us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your lips. Through the phone, wait for me to come home.